Thích vậy đó hả? Thích mấy cái bài lãng mạn vậy đó hả? Phải về nhà nhớ bồ. Khóc um sùm nữa. Cái gì như hồi nãy đó. Khóc mà nhớ... gì đó? Chết khôi chết héo rồi khóc cho nó lầy lội nấm mồ. Không uống, không ăn, không ngủ. Anh khóc, anh than, than khóc đến bao giờ. Nước mắt anh lầy lội cả nấm mồ nhỏ từng giọt xuống thân em nạnh nẻo. Trời, người ta chết rồi. Khóc cho làm ta lạnh thêm nữa. Người mà ác dữ vậy. Rồi anh chết sầu, chết héo. Ninh hồn anh thất thiểu, dõi hồn em. Trời ơi là trời. Ai dám yêu ổng. Yêu ổng trù cho chết sớm. Không biết tỏ tình cái trù cho người ta chết. Anh trù cho người ta chết rồi 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 rồi. Rồi cũng chết theo luôn. Rồi ở bên kia đâu có làm được gì đâu. Sư phụ có nhiều bài thơ lắm nhưng mà sư phụ giấu. Nhiều bài không thể đọc ra được. Thôi. Không có phá được. Có những cái người ta phải làm của riêng chứ. Quý vị vừa thưởng thức nhạc phẩm Mộng Dưới Hoa đã được Thanh Hải Vô Thượng Sư ngẫu hứng cất lên tiếng hát truyền cảm của Ngài trong một buổi họp mặt với các hội viên chúng tôi. Mộng Dưới Hoa là một ca khúc nổi tiếng của Âu Lạc, được nhạc sĩ Phạm Đình Chương phổ từ bài thơ Tự Tình Dưới Hoa của thi sĩ Đinh Hùng. Today's A Journey Through Aesthetic Realms, Music and Poetry will be presented in Olaxese or Vietnamese with subtitles in Arabic, Chinese, English, French, German, Hungarian, Italian, Japanese, Korean, Persian, Portuguese, Spanish, and Russian. Chương trình Thơ Nhạc Tình Yêu và Tâm Linh là tiếng nói của những tâm hồn tràn đầy khát vọng yêu thương và hiến dâng. Chan hòa trong mỗi tình huống của những cảnh đời trầm luân và hệ lụy. Thơ và nhạc, tình yêu và tâm linh là cung điệu của tấm lòng từ ái, âm vang nỗi thiết tha độ lượng, mênh mang giữa đất trời, giữa cao cả và đắm chìm, giữa lồng lộng và trùng vây, giữa si mê và liễu ngộ. Thơ và nhạc, muôn đời vẫn là tiếng nói chân thành của trái tim rộng mở, chuyên chở nhân gian qua cõi mịt mù, để từ đó thăng hoa những tâm hồn hướng thượng và xiển dương cho những giá trị tâm linh cao cả của thân phận con người. Trong giây phút này, kính mời quý khán giả lắng tâm tư, chan hòa trong dòng suối âm thanh của chương trình Thơ Nhạc Tình Yêu và Tâm Linh qua những thi phẩm và nhạc phẩm của Thanh Hải Vô Thượng Sư và các nghệ sĩ tài danh như nhà thơ Đinh Hùng, Quy Cận, Vũ Hoàng Chương, Lưu Trọng Lư, nhạc sĩ Phạm Duy, Trịnh Công Sơn, Trần Quang Lộc, Nhật Ngân. Ngâm thơ là một nghệ thuật cổ xưa của Âu Lạc, Việt Nam đang trở nên rất hiếm quý. Trong thời hiện đại, thật là một điều quý giá mỗi khi chúng ta có dịp được thưởng thức qua giọng ngâm của những nghệ sĩ tài danh và Thanh Hải Vô Thượng Sư. Từ thời niên thiếu, Thanh Hải Vô Thượng Sư đã vô cùng yêu chuộng thơ văn. Khi còn trong tuổi học sinh tại Âu Lạc, Ngài đã rất trân quý thể loại văn chương tao nhã này. Chương trình thơ nhạc hôm nay được phụ họa bởi các nhạc cụ Âu Lạc cổ truyền do các nghệ sĩ tài hoa trình tấu. Tôi đang mơ giấc mộng dài, đừng
dạy tôi nhé cuộc đời chung quay. Tôi đang nhìn thấy màu xanh ở trên cây cành trôi xuống thân mình. Tôi đang nhìn thấy màu hồng ở khắp nẻo đường nhẹ thấm vào hồn. Từ bình minh tươi mát về hoàng hôn thơm ngát, làn gió đưa hương đời vào chứa chan lòng tôi. Tôi nghe từ cõi đời vui vượt qua đêm dài lên tới sao trời. Tôi nghe từ cõi lòng người lời nói bồi hồi tìm kiếm ngọt bùi, và nhìn thấy trong tim tình yêu nơi những con chim, nơi những con chim tuyệt vời. Đừng lấy tôi nhớ cuộc đời, tôi còn trẻ dại cho tôi mơ màng. Thực tế của đời sống thường đau thương và phũ phàng, nên con người luôn tìm vào những cơn mộng dù ngắn dù dài để thỏa mãn những khát vọng, những ước mơ mà cuộc đời đã không đáp ứng được. Phạm Duy, tác giả của bài ca đã từng cầu xin cuộc đời hãy cho ông mơ tiếp giấc mộng dài. Ông mơ thấy ruộng vườn xanh mát, mơ thấy bình minh tươi hồng, cũng như buổi hoàng hôn thơm trong gió thoảng. Tôi đang mơ giấc mộng dài, đừng lấy tôi nhé cuộc đời chung quanh. Và hạnh phúc biết bao khi những nỗi ưu phiền đã tan biến trôi xa, khi đêm đen không còn là đe dọa và cuộc đời thăng hoa cùng trăng sao mây nước, chan hòa trong tình yêu thương ngọt bùi giữa con người với con người. Tôi nghe từ cõi đời vui vượt qua đêm dài lên tới sao trời. Tôi đang nhìn thấy màu xanh ở trên cây cành trôi xuống thân mình. Tôi đang nhìn thấy màu hồng ở khắp nẻo đường nhẹ thấm vào hồn. Hoàng hôn thơm ngát, làn gió đưa hương đời vào chứa chan lòng tôi. Tôi nghe từ cõi đời vui vượt qua đêm dài lên tới sao trời. Tôi nghe từ cõi lòng người lời nói bồi hồi tìm kiếm ngọt bùi, và nhìn thấy trong tim tình yêu nở những con chim. Vượt không gian và thời gian, tiếng hát lên trời là những mỹ từ ưu ái dành riêng cho một ngôi sao rạng rỡ trên vòm trời âm nhạc Âu Lạc Việt Nam. Với tài năng thiên bẩm và làn hơi điêu luyện thanh thoát, mỗi khi giọng hát vút cao của cô ngân lên, tâm hồn người nghe không khỏi rung động theo từng giai điệu của tiếng nhạc, lời ca. Chương trình thơ nhạc tình yêu và tâm linh hôm nay xin đặc biệt vinh danh nữ ca sĩ Thái Thanh, một nữ nghệ sĩ đã đến với mọi trái tim của khán thính giả trên khắp miền đất nước Âu Lạc qua những thế hệ gần gũi với chúng ta. Nữ danh ca Thái Thanh, tên thật là Phạm Thị Băng Thanh, sinh năm 1934 tại làng Bạch Mai, Hà Nội. Cô là con gái út trong một gia đình gồm 5 anh em. Anh cả là Phạm Đình Sĩ, thành hôn cùng kịch sĩ Kiều Hạnh. Ái nữ là ca sĩ Mai Hương, anh thứ là Phạm Đình Viêm, tức ca sĩ Hoài Trung,
Chị là Phạm Thị Quang Thái, tức ca sĩ Thái Hằng. Anh thứ tư là nhạc sĩ Phạm Đình Trương, tức ca sĩ Hoài Bắc. Thân phụ là nghệ sĩ Đàn Nguyệt, thân mẫu là nghệ sĩ đàn tranh và đàn tỳ bà. Nên từ bé, Thái Thanh đã được lớn lên trong một môi trường nghệ thuật. Năm 12 tuổi, cô cùng gia đình tản cư vào Chợ Đại, rồi Thanh Hóa, nơi chị cô là Thái Hằng thành hôn với nhạc sĩ Phạm Duy. Nhạc phẩm Dòng Sông Xanh của nhạc sĩ Johann Strauss đệ nhị, người Áo, đã được nhạc sĩ Phạm Duy đặt lời Việt dành riêng cho tiếng hát Thái Thanh khi cô lên 14 tuổi, là năm đầu tiên cô bắt đầu trình diễn trước công chúng. Về việc tập luyện bản Dòng Sông Xanh là một nhạc phẩm tương đối khó trình bày, cô chia sẻ như sau. Lúc đó mình chưa có trường quốc gia âm nhạc, chưa có ai mở khóa huấn luyện hát, tôi chỉ có thể nghe đàn bài nhạc. Và với tuổi 14 mà tôi hát được bài đó, tôi nghĩ phần lớn do thiên phú. Ngay cả chuyện phát âm, trước hết tôi đọc lời ca cho đúng. Và khi hát, tôi phải phát âm như lúc tôi đọc, chứ không thể để chữ nọ sọ chữ kia. Tôi nghĩ rằng chuyện phát âm tiếng Việt một phần tôi có được cũng là chút năng khiếu trời cho. Thái Thanh cũng là một ca sĩ với kiến thức nhạc lý vững vàng. Cô cho biết, nhạc lý cũng như là xướng âm, tôi đã phải đặt mua sách từ bên Pháp, theo đó tự học, có gì khó thì hỏi anh Phạm Đình Trương. Anh Trương là thầy dạy tôi. Anh có lần nói, cô có cái đặc biệt là trước khi tôi dạy thì cô đã biết rồi. Thái Thanh là một thành viên trong ban hợp ca Thăng Long, được thành lập cùng các anh chị em trong gia đình là Hoài Trung, Hoài Bắc và Thái Hằng. Đây là tên do song thân của cô đặt, vì tất cả ban trong hợp ca đều chào đời tại Hà Nội, xứ Thăng Long, ngàn năm văn vật. Năm Thái Thanh lên 16 tuổi thì gia đình cô cùng nhạc sĩ Phạm Duy trở về Hà Nội và sau đó vào Sài Gòn. Bắt đầu từ thập niên năm 1950 tại miền Nam, tên tuổi Thái Thanh đã nổi bật. Tiếng hát của nữ danh ca Thái Thanh thường được xem là gắn bó với những sáng tác của nhạc sĩ Phạm Duy, Phạm Đình Chương, Văn Cao qua những ca khúc như Tình Ca, Tình Hoài Hương, Hội Trùng Dương, Nửa Hồn Thương Đau, Buồn Tàn Thu, Bến Xuân và còn nhiều nữa. Đặc biệt trường ca Con Đường Cái Quan, một tuyệt tác phẩm do nhạc sĩ Phạm Duy sáng tác từ năm 1954 đến năm 1960, miêu tả ba miền đất nước với bao lịch sử hào hùng, nói lên tình yêu quê hương, tổ quốc của người dân Âu Lạc, và trường ca Mẹ Việt Nam do nhạc sĩ Phạm Duy hoàn thành vào năm 1964, một tuyệt tác phẩm khác của ông ngợi ca tình mẹ, tình yêu quê hương, kêu gọi tình đoàn kết, đã được ca sĩ Thái Thanh thu thanh giọng chính vào thập niên năm 1960. Thái Thanh với trái tim dạt dào tình yêu quê hương đất nước và con người, nên khi cất tiếng hát đã đặt hết tâm tư cảm xúc của mình vào từng lời ca và đã diễn đạt được ý nghĩa sâu sắc của các nhạc phẩm, dễ dàng thu hút người nghe. Suốt thập niên năm 1960 và đầu thập niên năm 1970 được xem là thời kỳ vàng son nhất của Thái Thanh. Tiếng hát của cô ngự trị trên khắp các chương trình ca nhạc truyền thanh, truyền hình và vô số băng đĩa thâu âm. Nữ danh ca Thái Thanh tuyệt vời trong nhiều phương diện. Một điều đáng kể là phong cách đa dạng của cô. Cô đã từng nói, bảo rằng thích đặc biệt một nhạc sĩ nào thì câu trả lời là không. Thích một bài hát nào thì tôi hát bài đó với tất cả tâm hồn, không cứ bài đó là của ai. Từ Thu Sầu của Lam Phương, Ngàn Thu Áo Tím của Hoàng Trọng, Rồi Mai Tôi Đưa Em của Trường Sa, Tuổi Đã Buồn của Trịnh Công Sơn, Hải Ngoại Thương Ca của Nguyễn Văn Đông, Ô Mê Ly của Văn Phụng, Sa Ngang của Đỗ Lễ, Bài Hương Ca Vô Tận của Trầm Tử Thiêng, Thôi của Y Vân, đến Duyên Thề của Thanh Trang, Tống Biệt của Võ Đức Thu, Tiếng Xưa của Dương Thiệu Tước, Hoài Cảm của Cung Tiến, Giấc Mơ Hồi Hương của Vũ Thành và rất nhiều ca khúc của các nhạc sĩ khác, Thái Thanh đều trình bày một cách tuyệt hảo. Nhà văn Thụy Khuê đã nhận định như sau về nữ danh ca Thái Thanh. Chúng ta có nhiều nghệ sĩ sáng tác những nhạc khúc tuyệt vời với ngôn ngữ thi ca, nhưng chúng ta có ít ca sĩ thấm được hồn thơ trong nhạc bản. Đạt tới tuyệt đỉnh trong ngành trình diễn, Thái Thanh nắm vững cả bốn vùng nghệ thuật truyền cảm, nghệ thuật âm nhạc, nghệ thuật thi ca và nghệ thuật phát âm tiếng Việt, giữ địa vị độc tôn trong tân nhạc Việt Nam gần nửa thế kỷ. Thái Thanh chẳng cần làm thơ cũng đã là thi sĩ. Nữ danh ca Thái Thanh chia sẻ, trời cho tôi giọng, trời còn cho tôi hai lá phổi rất rộng, đó cũng là một điều thiên phú. Nhưng có điều tôi vẫn tâm niệm rằng trời cho mình cái gì thì mình phải ôm lấy nó, trân trọng cái đó. Nghĩa là phải tập luyện để giữ được nó, để làm lớn, làm mạnh nó lên.
chứ không thể cứ nghĩ thiên phú là không cần tập dượt và còn phải yêu nó nữa thì mới có những thành tựu. Với tấm lòng yêu âm nhạc và tôn trọng khán giả, giọng hát Thái Thanh luôn bay bổng và thăng hoa trong những dòng nhạc mà cô trình bày. Nhạc sĩ Phạm Duy đã nhận xét: Thái Thanh là giọng ca duy nhất hát nổi hai cao độ chạy dài tới hai bát âm trong nhạc của tôi. Không những thế, cô có giọng hát rất truyền cảm dù khi lên thật cao. Nữ danh ca Thái Thanh định cư tại Hoa Kỳ vào năm 1985. Tại đây cô dạy nhạc, đào tạo thêm những ca sĩ thuộc thế hệ mới và chính thức nghỉ hưu vào năm 2002. Từ cuộc hôn nhân với tài tử Lê Quỳnh vào năm 1956, tuy sự nghiệp và danh vọng lẫy lừng ngoài xã hội, nữ ca sĩ Thái Thanh vẫn làm tròn thiên chức của một người mẹ, dưỡng nuôi năm quý tử Ý Lan, Lê Xuân Việt, Quỳnh Giao, tức Quỳnh Hương, Thanh Loan và Lê Đại, tất cả nay đã thành tài. Riêng hai ái nữ Ý Lan và Quỳnh Hương đã chọn con đường âm nhạc, đều là những nghệ sĩ khả ái, xinh đẹp và thành công. Nữ ca sĩ Ý Lan đã nói lên tình cảm gia đình dành cho Thái Thanh, một người mẹ gương mẫu khi cô tâm sự: tình cảm thiêng liêng của mẹ dành cho tôi là niềm hạnh phúc và cả sự may mắn vô bờ bến. Thái Thanh là một Phật tử quy y từ trên 20 năm qua với pháp danh Nguyên Duyên. Vào năm 2005, danh ca Thái Thanh đáp lòng mong mỏi của công chúng, trở lại sân khấu cho một chương trình nhạc thính phòng tại Montreal, Gia Nã Đại, với tiếng hát của hai thế hệ tiếp nối là Ý Lan, Quỳnh Hương và cháu ngoại Ý Thi, Thanh Hương, Quỳnh Trang. Ngày nay cô Thái Thanh sống hạnh phúc trong tình thương của các con, các cháu và sự mến mộ của hàng bao khán thính giả. Trong niềm ngưỡng mộ và trân quý, Thanh Hải Vô Thường Sư đã thân ái gửi quà tặng cùng lời chúc lành tốt đẹp nhất của Ngài đến nữ danh ca Thái Thanh. Ngài đã viết: trân trọng kính gửi lời thăm tiếng hát cao quý của Âu Lạc. Nhà thơ Nguyễn Đình Toàn sinh trưởng tại miền Bắc Âu Lạc. Ông còn là một nhà văn và nhạc sĩ đã phát hành các tuyển tập ca khúc như Hiên Cúc Vàng, Tôi Muốn Nói Với Em, Mưa Trên Cây Hoàng Lan. Chuyện dài Áo Mơ Phai của ông đã đoạt giải văn học nghệ thuật toàn quốc vào năm 1973. Nhà thơ Nguyễn Đình Toàn được vô số thính giả mến mộ qua chương trình Nhạc Chủ Đề do ông chủ trương, phụ trách và giới thiệu những sáng tác mới thời bấy giờ. Nhiều thi phẩm của ông đã được phổ thành những tình khúc rất quen thuộc như Em Đến Thăm Anh Đêm 30, tình khúc thứ nhất, còn Tiếng Hát Gửi Người. Với lòng mến mộ tài năng của thi sĩ Nguyễn Đình Toàn, Thanh Hải Vô Thượng Sư đã ưu ái gửi quà tặng thi sĩ cùng tình thương và lời chúc lành của Ngài. Trong tác phẩm Bông Hồng Tạ Ơn, nhà thơ và nhà văn Nguyễn Đình Toàn đã viết về nữ danh ca Thái Thanh như sau: Đối với những thính giả đã đứng tuổi, từ 50 trở lên, tiếng hát Thái Thanh không chỉ còn là một tiếng hát thông thường, một giọng hát hay, mà gần như còn là một phần đời của chính mình nữa. Vâng, trong một nửa thế kỷ qua, tiếng hát Thái Thanh đã gắn liền với vận mạng của xứ sở. Người ta đã nghe tiếng hát ấy trong mọi hoàn cảnh, vui cũng như buồn. Có thể nói, âm nhạc Việt Nam biến đổi theo lịch sử đến đâu, có tiếng hát Thái Thanh đến đó. Máu lửa, chiến tranh, bom đạn, chia cắt, người sống người chết, nước mắt mồ hôi thấm nhập vào âm nhạc của chúng ta như thế nào đều được phản ánh qua tiếng hát Thái Thanh. Lịch sử của chúng ta không kể hết những nỗi bi thương, tai họa rình đập người ta khắp nơi khắp chốn, những mạng sống được tính từng giây từng phút. Thế nên không có gì lạ khi người ta trong khoảng khắc nào đó nghe tiếng hát Thái Thanh, đồng thời cũng nhận ra mình vẫn còn. Lịch sử của chúng ta thiếu gì lúc đã khiến người ta thấy như mình chẳng còn hiện hữu nữa. Thái Thanh được yêu mến nhất qua những bài dân ca. Không phải thứ dân ca dựa dẫm trên những làn điệu ả đào hay chầu văn chẳng hạn, được biến chế thêm thắt như một số các ca khúc chúng ta được nghe gần đây, mà là thứ dân ca xuất phát từ lòng người, từ những hoàn cảnh lịch sử ước muốn chia sẻ, giải bớt oan khiên, phục hồi hy vọng. Những bài hát trở thành dân ca chứ không phải những bài dân ca có sẵn. Qua tiếng hát Thái Thanh, người ta cảm thấy yêu mến tiếng nói của dân tộc hơn, thương yêu nhau hơn. Nói Thái Thanh được yêu mến nhất với những bài dân ca không có nghĩa là bà chỉ hát được dân ca. Thật ra dân ca theo cách hát
cách lựa chọn bài hát của Thái Thanh tự nó đã là một thứ tình ca rồi. Nghe Thái Thanh hát tình ca, dù là nhạc của Phạm Duy, Văn Cao, Dương Tiểu Tước hay Phạm Đình Chương, người ta mới thấy rõ đạt tới một trình độ nào đó, một ca sĩ có thể quyết định mà không sợ nhầm lẫn mình có thể hát được bài hát nào, loại nhạc nào. Trường hợp Thái Thanh cũng là trường hợp hạn hữu, vì bà khởi đầu sự nghiệp của mình vào những ngày gần như cả nước bừng lên tinh thần ái quốc mùa thu năm 45. Bên cạnh bà lại có anh rể là Phạm Duy, anh ruột là Phạm Đình Chương viết bài cho hát. Những bài hát được sáng tác vào lúc ấy mang ý nghĩa thực sự của những đóng góp trực tiếp để làm nên lịch sử. Đưa được những bài hát ấy đến quảng đại quần chúng là công lao lớn của Thái Thanh. Theo những người được nghe ca khúc Bà Mẹ Do Linh, vào đúng cái lúc xảy ra chuyện, quân thù đã bắt được con mang ra giữa chợ chém đầu, và bà mẹ đi lấy đầu con về ấy, Thái Thanh bằng tiếng hát của mình đã gây một sự xúc động lớn đến nỗi tất cả những người nghe đều cảm thấy mình phải để tang người đã chết. Những sự xúc động như thế làm tăng thêm sức mạnh, tăng thêm ý chí cho người ta là điều dễ hiểu thôi. Tiếng hát Thái Thanh là tiếng nước tôi, là tiếng tình yêu, là tiếng hy vọng, là tiếng chia ly, oan khổ. Nó vang vọng những nỗi đớn đau của người đàn bà, nó phản ảnh những khát vọng, đau thương của hàng triệu phụ nữ Việt Nam bị dập vùi trong một nửa thế kỷ chiến tranh, kèm theo những băng hoại của một xã hội bất an. Những nạn nhân âm thầm vô danh là những người tình, người vợ, người mẹ đã có dịp thở than bằng tiếng hát Thái Thanh. Người ta đã nói nhiều về sự nhạy cảm của người đàn bà, một thứ giác quan ở ngoài tầm của nam giới. Thái Thanh đã tận dụng cảm quan ấy để chuyển hóa âm thanh thành cái vũ trụ đắm đuối trong lòng người. Cái cách nhấn câu, nhả chữ của Thái Thanh khi hát là một mẫu mực cho những ai muốn theo đuổi công việc này. Dù bà có hát những bài được sáng tác ngay vào ngày hôm nay, người ta vẫn nghe ra cái chất ca dao trong tiếng hát. Không có một bề dày quá khứ và văn hóa, không thể có tiếng hát như vậy được. Phê bình truyện Kiều, Phạm Quỳnh có một câu, hẳn những ai đã đọc Kiều, yêu Kiều đều nhớ. Truyện Kiều còn thì tiếng ta còn thì nước ta còn. Cái tiếng ta ấy, tiếng Việt Nam ấy, nay có thể thêm vào, phải được nghe qua tiếng hát Thái Thanh nữa, để biết cái nặng nhẹ của một chữ phải được phát âm chính xác thế nào. Phải nghe Thái Thanh hát Buồn Tàn Thu của Văn Cao hay Bà Mẹ Do Linh của Phạm Duy để thấy tiếng nói biến thành lời ca thế nào và được ca sĩ trả lời ca lại cho tiếng nói ra sao. Không có gì bền vững mãi, đó là luật của thiên nhiên. Giữ vững được tiếng hát của mình trong ngót một nửa thế kỷ không phải chuyện ai cũng làm được. Khó khăn hơn nữa, với hoàn cảnh lịch sử của chúng ta, công việc của một ca sĩ nhiều khi không phải chỉ là hát mà còn phải biết im lặng nữa. Ước mong sao có một buổi gặp gỡ nào đó giữa Thái Thanh và các thính giả trước khi bà ngừng hát hẳn, để những người yêu tiếng hát của bà có thể trực tiếp trao tận tay bà mỗi người một bông hồng tạ ơn. Nói tới đây, chúng tôi chợt nhớ đến mấy câu thơ của Tagore xin trích để tặng bà. Tôi đã nhận được lời mời đi vào cuộc lễ trần gian, và như thế đời tôi đã được chúc lành. Phận sự của tôi trong cuộc lễ này là sử dụng nhạc khí, và tôi đã cố hết sức tôi. Như tình yêu đôi lứa, quê hương là chủ đề muôn thuở chẳng vơi trong thơ ca. Quê hương là nơi mà ai đi xa cũng nhớ về. Trong mỗi chúng ta, hình ảnh ghi dấu về quê hương đều có khác. Quê hương có thể là một vành trăng khuyết, một tà áo xanh, hay một thoáng gió heo mây. Và quê hương có thể là mùi mạ non, là hương hoa bưởi, là lũy tre làng. Quê hương tôi có con sông đào xinh xắn, nước tuôn trên đồng vuông vắn, lúa thơm cho đủ hai mùa, dân trong làng, trời về khuya vẳng tiếng lúa đê mê. Quê hương, một điều gì đó đi sâu vào lòng người, lắng đọng trong tim, để một lúc nào đó, ở một nơi nào đó, bỗng chốc vút lên thành nỗi niềm hoài hương trong lòng người xa xứ. Trên đồng vuông vắng lúa thơm.
trời về khuya hằng tiếng lúa đê mê. Thời nào chinh chiến cũng điêu linh, cũng chia lìa chết chóc, mỗi người rồi ra đều gánh chịu những tang thương do cuộc chiến gây ra. Em ở thành sơn chạy giặc về, tôi từ chinh chiến cũng ra đi. Mẹ già vợ dại con thơ, giữa khói lửa ngút trời là những nỗi ám ảnh ngày đêm về sự mất mát, về những tai ương. Mẹ tôi em có gặp đâu không, những xác già nua ngập cánh đồng. Tôi nhớ một thằng con bé dại, bao nhiêu rồi xác trẻ trôi sông. Nỗi buồn chiến tranh sẽ theo đuổi và tác hại lên khắp quê hương, lên mọi tâm hồn. Từ trong những đọa đầy lầm than đó, thân phận con người mong manh tội nghiệp đó, đều thầm ước mơ một ngày thanh bình,
Một ngày thôi còn cảnh chết chóc, điêu linh. Bao giờ tôi gặp em lần nữa, ngày ấy thanh bình chắc nở hoa. Xin nguyện cầu cho hoa thanh bình trở về trên quê hương khốn khổ. Người sơn tây.
không có hình ảnh nào lẻ loi bằng hình ảnh của một người con gái đi đến giáo đường trong một ngày gió mưa. Sự quạnh hiu lặng lẽ đã làm nổi lên nỗi cô đơn của một chuyện tình buồn, mênh mang và bất tận. Trời còn làm mưa, mưa rơi mênh mang, từng ngón tay buồn em mang, đi về giáo đường ngày Chúa Nhật buồn, còn ai? Sự ảo não trong cơn mưa với tất cả dã rời đã khiến cho người em gái như quên, như nhớ, lãng đãng tựa sương mù, làm rõ nét của một đóm màu tươi hồng giờ cũng tàn phai trong bàn tay giá lạnh. Đó hoa hồng, vùi quên trong tay, ôi đường phố dài, lời ru miệt mài ngàn năm, ru em giận hờn, ru em giận hờn. Nỗi buồn của ngày mới lớn, nỗi buồn mang biểu tượng của sự lạc loài, của tuổi trẻ, của ảo mộng hư vô. Phải chăng đây là tiếng kêu gào thảm thiết của tuổi trẻ Việt Nam giữa thời chinh chiến mà Trịnh Công Sơn đã nắm bắt được và phổ vào lời ca tiếng nhạc như một sự thở than. Còn làm mưa, mưa rơi mênh mang, từng ngón tay buồn em mang đi về giáo đường ngày Chúa Nhật buồn, còn ai đóa hoa hồng cài lên tóc mây, ôi đường phố dài lời ru miệt mài ngàn năm dù em nồng nàn dù em nồng nàn trời còn lắm mây mây trôi lang thang sợi tóc em bồng trôi trôi nhanh như dòng nước biển ngày Chúa Nhật buồn còn ai còn đóa hoa hồng vùi quên trong tay ôi đường phố dài lời ru miệt mài ngàn năm dù em giận hờn dù em giận trời còn lắm mưa mưa rơi nắng viên nắng dài trên hai tay suối tuổi buồn em mang đi trong hư vô ngày qua trời còn lắm mưa rơi nắng viên nắng em mang trên vai tuổi buồn như còn lắm mưa rơi thanh thang từng ngót chân trần em quên ôi miên giáo đường ngày Chúa Nhật buồn còn ai đóa hoa hồng tàn hôn lên môi em gầy ngó dài lời ru miệt mài ngàn năm con
Đêm là bóng tối để còn có hy vọng ngày mai tươi hồng. Đêm thanh vắng với hương hoa phảng phất trong hơi gió, cho tâm hồn lắng đọng giữa không gian cao rộng. Đêm ngào ngạt với cây trái thơm tho mật ngọt. Đêm tái tạo những chờ mong của tháng ngày thành hương vị tình yêu. Đêm đến trong tĩnh lặng mà tình yêu người đã lên ngôi. Dòng sương lụa chúng em đêm dù nhau ra trước nhà, hiu hiu hương từ ngàn xa bỗng quay về dạt dào trên em ngoài trời khuya. Yeah.
ngủ kia, lũ chúng em ân cần cầu hương lúc tân kỳ. Đêm thơm thêm một lần nữa rồi hẹn nhau. Một buổi chiều thu với sương mờ và hoang vắng, nhớ lại khúc đàn ngày xưa với bao nỗi ngậm ngùi tiếc thương cho một thuở thanh xuân. Hoàng hôn lá sao bên thềm, hoàng hôn tơi bời lá thu, sương mờ ngậm ngùi xuân xanh, bâng khuâng phím loan phương tình. Tiếng đàn ngày xưa vẫn còn vang vọng trong tâm hồn đầy hoài niệm, mang mát với gió sương, đến nỗi khách đa tình không cầm được giọt lệ. Chiều thu nhớ nhung vì đâu, thấm đôi dòng châu, tiếc thay tài sao đành lỡ làng, mang mát khói hương bay dịu dàng, như tóc mây vương dáng liễu mơ màng, cung đàn nhỏ lệ tầm dương, ai đó tri âm biết cùng. Tiếng đàn ngày xưa bây giờ vẫn còn đó, vẫn còn thiết tha lưu luyến, mà tri âm đã biền biệt phương nào. Tràn lan vẫn hương mãi.
bi kịch của đời sống và của tình yêu là một điệp khúc muôn đời. Những ngày xuân thấm, những chiều hạ vàng rồi sẽ qua đi, và mùa thu phai tàn, mùa đông giá rét cũng theo về như chẳng cần ai đợi ai trông. Đầu mùa xuân cùng em đi lễ, lễ chùa này vườn nắng tung bay và ngàn lau vàng màu khép nép, bãi sông bay một con bướm đẹp. Tình yêu cũng vậy, những ngày mộng ảo tươi vui rồi cũng qua mau, nỗi buồn đau niềm u uất lại kéo nhau về trong nỗi mất mát không nguôi. Tàn mùa đông vào chùa bỡ ngỡ, tiễn đưa em trong áo quan này, từng cội hoa trầm lặng thương nhớ, tóc em xưa tơ óng như mây. Đầu mùa xuân cùng em đi lễ, lễ chùa này như vườn nắng tung bay, và ngàn lau vàng màu khép nếp, bãi sông bay một con bướm đẹp. Mùa hạ qua cùng em đi lễ, trái màu non bồi gió mơ màng, từ lò hương làn trầm nghi ngút, khói hương thơm bờ tóc em mềm. Rồi mùa thu cùng em đi lễ, có con chim đậu dưới gác chuông, và lời ca và làn sương sớm, gió hè bay rực bến lá vàng. Vào mùa đông cùng em đi lễ, lễ chùa này một thoáng mưa bay, và ngoài sân vài cành khô gãy, gió lung lay một cánh lan đầy. Tàn mùa đông vào chùa bỡ ngỡ, tiễn đưa em trong áo quan này, từng cội hoa trầm lặng hương nhớ, tóc em xưa tơ óng như mây. Vườn chùa đấy vào nằm trong đất, nếp mây mưa đầy hoa vàng, vườn đào thơm chập chờn cánh bướm, bướm cua râu ngơ ngác bay lang. Mộ của em mộ vừa mới lắm, có con chim nào hót trên cây, lời của chim chìm vào tiếng suối, suối xanh ngơ buồn khóc ai mà. Rồi từ đây vườn chùa thanh vắng, tin thăm em ngày tháng qua mau, một nụ mai vừa nở trong nắng, hỡi em ơi mây đã qua cầu. Mùa xuân cùng em đi lễ, lễ chùa này vườn nắng tung bay, và ngàn lau vàng màu khép nếp, bãi sông bay một con bướm đẹp. Mùa hạ qua cùng em đi lễ, trái mơ ngon đồi gió mơ màng, từ lò hương làn trầm nghi ngút, khói hương thơm bờ tóc em mềm. Rồi mùa thu cùng em đi lễ, có con chim đậu dưới gác chuông, hòa lời ca vào làn sương sớm, gió hè bay rộn hết lá vàng. Vào mùa đông cùng em đi lễ, lễ chiều nay một thoáng mưa bay, và ngoài sân vài cành khô gãy, gió lung lay một cánh lan đầy. Tàn mùa đông vào chùa bỡ ngỡ, tiễn đưa em trong áo quan này, từng cội hoa trầm lặng hương nhớ, tóc em xưa tơ óng như mây. Vườn chùa đấy vào nằm trong đất, nếp bên hoa đầy những hoa vàng, vườn đào thơm chập chờn cánh bướm, bướm cua râu ngác bay. Mộ của em mộ vừa mới lắm, có con chim nào hót trên cây,
lời của chim chìm vào tiếng suối, suối xanh mơ buồn khóc ai hoài. Rồi từ đây vườn chùa thanh vắng đến thăm anh, ngày tháng qua mau một nụ mai vừa nở trong nắng. Hỡi em ơi mây đã qua cầu, hỡi em ơi mây đã qua cầu. Trong chương trình đặc biệt vinh danh nữ nghệ sĩ Thái Thanh hôm nay, chúng ta đã thưởng thức tiếng hát của cô qua các ca khúc Tình Hoài Hương của nhạc sĩ Phạm Duy, Đôi Mắt Người Sơn Tây của nhạc sĩ Phạm Đình Chương. Chương trình được tiếp nối với nhạc phẩm Tuổi Đã Buồn của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, Dạ Lai Hương của nhạc sĩ Phạm Duy, Tiếng Xưa của nhạc sĩ Dương Thiều Tước. Chương trình hôm nay đã kết thúc với nhạc phẩm Em Lễ Chùa Này, thơ thi sĩ Phạm Thiên Thư do nhạc sĩ Phạm Duy phổ thành ca khúc. Vũ khúc minh họa cũng đã được hội viên chúng tôi từ ba miền Bắc Trung Nam Âu Lạc trình diễn. Đặc biệt kính xin dân tặng Thanh Hải, Vô Thượng Sư và quý khán giả. Nhạc sĩ Phạm Duy sinh tại Hà Nội năm 1921. Ông khởi sự đi hát từ Bắc vào Nam trong những năm 1943-1945 và trở thành một nhạc sĩ lừng danh tại Âu Lạc kể từ thập niên 1950. Nhạc Phạm Duy bao gồm nhiều thể loại từ những bài dân ca, đạo ca, đái ca đến những tình khúc bất hủ của thời đại. Thanh Hải Vô Thượng Sư đã trân quý gửi quà tặng vị nhạc sĩ đa tài khả kính với lòng tri ân những đóng góp vô giá của nhạc sĩ Phạm Duy cho nền âm nhạc. Trong buổi đại nhạc hội từ thiện do Hội Quốc tế Thanh Hải Vô Thượng Sư tổ chức vào năm 1996 tại Long Beach, California, Hoa Kỳ, gây quỹ tương trợ cho các văn nghệ sĩ Âu Lạc tại quê nhà, nhạc sĩ Phạm Duy đã chia sẻ như sau. Thơ số 302 là thơ nói đến sự hòa trộn của cuộc tình thế tục và sự thánh khiết của đời sống tu hành. Đó còn là thơ của những chuyến đi tâm tưởng, chuyến đi của đời người trên dòng sống tư duy. Hành lý, hành lý là gì? Là con tim mở ngoặc. Trốn đến là đâu? Trốn đến là tự thức an nhiên, là một quay lưng không bận bịu, là một trở về rất vô tư. Đó là những bài thơ nghiêng tai nghe lại cuộc đời. Phạm Đình Chương sinh năm 1929 tại Hà Nội, là một nhạc sĩ lừng danh của nền âm nhạc Âu Lạc. Ông sáng tác nhiều nhạc phẩm nổi tiếng như Ly Rượu Mừng, Đón Xuân. Những nhạc phẩm do ông phổ từ thơ rất trữ tình như Đôi Mắt Người Sơn Tây, Mộng Dưới Hoa, Nửa Hồn Thương Đau. Phạm Đình Chương cũng mang đến cho nền âm nhạc Âu Lạc một đóng góp đáng kể, đó là trường ca bất hủ về ba dòng sông chính của Âu Lạc, Hội Trùng Dương. Nhạc sĩ Trịnh Công Sơn sinh quán tại miền Trung Âu Lạc. Ông tốt nghiệp ngành triết học năm 1964 và bắt đầu sáng tác từ năm 1958 với nhạc phẩm đầu tay là Ước Mi. Ông đã sáng tác trên 600 nhạc phẩm với thật nhiều ca khúc bất hủ như Diễm Xưa, Một Cõi Đi Về, Tuổi Đã Buồn, Biển Nhớ. Vào năm 1972, ông đoạt giải thưởng Đĩa Vàng ở Nhật Bản với bài Ngủ Đi Con qua tiếng hát của nữ ca sĩ Khánh Ly và được hãng đĩa Nippon Columbia thu âm lần thứ hai vào năm 1979. Ông có tên trong từ điển Bách Khoa Pháp và cũng được trao rất nhiều giải thưởng. Trong số đó có giải âm nhạc hòa bình quốc tế vào năm 2004, dòng nhạc Trịnh Công Sơn mang đậm chất thơ và triết lý sâu sắc. Ngoài viết nhạc, Trịnh Công Sơn còn làm thơ và hội họa. Về cuộc đời nghệ thuật của mình, nhạc sĩ Trịnh Công Sơn từng nói: Tôi chỉ là một tên hát rong đi qua miền đất này để hát lên những linh cảm của mình về những giấc mơ đời hư ảo. Nhạc sĩ Dương Thiệu Tước sinh năm 1915 tại làng Vân Đình, tỉnh Hà Đông, miền Bắc Âu Lạc. Ông được xem là một trong những nhạc sĩ tiền phong của nền tân nhạc Âu Lạc. Ông học đàn nguyệt, đàn tranh từ bé. Năm 14 tuổi, ông bắt đầu nghiên cứu nhạc Tây Phương và học đàn dương cầm. 2 năm sau, ông tự học đàn Tây Ban Cầm và sau này đã trở thành một nhạc sĩ đàn Tây Ban Cầm có tiếng. Mặc dù học kỹ thuật sáng tác nhạc Tây Phương, nhưng nhạc của ông vẫn chan chứa hồn dân tộc. Ông nói: Theo tôi, tân nhạc Việt Nam phải thể hiện rõ cá tính Việt Nam. Để đạt được điều này, người sáng tác phải hiểu rõ nhạc Việt qua cách học nhạc cụ cổ truyền cũng như hát được các điệu hát cổ truyền.
Năm 1954, ông vào sinh sống tại Sài Gòn, làm chủ sự phòng văn nghệ ở Đài Phát thanh Sài Gòn và sáng lập chương trình Cổ Kim Hòa Điệu, sử dụng cả hai loại nhạc cụ Tây Phương và cổ truyền Âu Lạc. Chương trình này được phát thanh thường xuyên trên Đài Phát thanh Sài Gòn vào cuối thập niên 1950. Ông cũng từng là giáo sư dạy tế băng cầm tại Trường Quốc gia Âm nhạc Sài Gòn. Trong số những ca khúc nổi tiếng của nhạc sĩ Dương Thiệu Tước bao gồm Tiếng Xưa, Đêm Tàn Bến Ngự, Ngọc Lan, Kiếp Hoa, Thuyền Mơ, Chiều. Ông qua đời vào năm 1995. Thanh Hải Vô Thượng Sư đã ân cần gửi quà tặng gia đình cố nhạc sĩ Dương Thiệu Tước trong niềm tri ân một nghệ sĩ tài ba của đất nước Âu Lạc. Bà quả phụ Nguyễn Thị Nga, phu nhân của cố nhạc sĩ Dương Thiệu Tước, đã biên thư kính gửi ngài như sau. Em là Nguyễn Thị Nga, vợ của cố nhạc sĩ Dương Thiệu Tước. Cảm ơn chị Thanh Hải rất nhiều đã có tấm lòng quý hóa nghĩ đến em và con trai của em là Nguyễn Dương Hồng Đức. Kính chúc chị Thanh Hải luôn gặp được nhiều an vui, mạnh khỏe và phước lành. Em Nga. Phạm Thiên Thư là một thi sĩ nổi danh được giải nhất văn chương toàn quốc tại Âu Lạc Việt Nam với tác phẩm Đoạn Trường Vô Thanh vào đầu thập niên 1970. Trong số các thi tập của ông gồm có thơ Phạm Thiên Thư, Kinh Ngọc, Động Hoa Vàng và Ngày Xưa Người Tình. Các bài thơ nổi tiếng của thi sĩ Phạm Thiên Thư đã được phổ nhạc như Ngày Xưa Hoàng Thị, Đưa Em Tìm Động Hoa Vàng, Em Lễ Chùa Này, thơ Phạm Thiên Thư nhẹ nhàng lãng mạn, thắm đượm hương thiền. Mùa thu năm 2006, Thanh Hải Vô Thượng Sư đã tặng một số quà và ân cần gửi lời thăm hỏi các nhà thơ ở Âu Lạc, trong đó có thi sĩ Phạm Thiên Thư. Trong thời gian này, nhà thơ sống trong hoàn cảnh khó khăn, vì lý do sức khỏe nên khả năng viết đã không còn được như xưa. Ông được biết đến Thanh Hải Vô Thượng Sư trước đây và rất cảm động khi hội viên chúng tôi đến vấn an và chuyển đạt tình thương của ngài. Tuy chưa hoàn toàn hồi phục, nhưng với lòng thành tâm, thi sĩ Phạm Thiên Thư đã cố gắng viết vài dòng trong tập thơ mới của ông để kính biếu và cảm tạ ngài. Khoảng một tháng sau đó, Thanh Hải Vô Thượng Sư cũng đã tặng thêm hiện kim để giúp nhà thơ trang trải một số phí tổn nha khoa. Cho đến nay, tình thân hữu giữa Thanh Hải Vô Thượng Sư và nhà thơ Phạm Thiên Thư cũng như các văn nghệ sĩ khác vẫn một lòng tương kính, chan hòa tình người và tình yêu nghệ thuật. Nữ nghệ sĩ điều khiển chương trình, sứ ngôn viên phát thanh và ca sĩ Quỳnh Hương, ái nữ của danh ca Thái Thanh, đã ngỏ lời cảm tạ lòng ưu ái và quà tặng Thanh Hải Vô Thượng Sư đã dành cho mẫu thân và gia đình cô. Quỳnh Hương rất là ngạc nhiên khi mà hội có lời nhắc nhở đến mẹ Quỳnh Hương. Nó có một cái gì đó mà nó đưa đẩy cơ duyên. Người mà Thanh Hải Vô Thượng Sư nghĩ đến lại là gia đình của Quỳnh Hương, lại là mẹ của Quỳnh Hương. Thì Quỳnh Hương không biết nói gì hơn là một cái điều rất là trân trọng. Quỳnh Hương xin chân thành thay mặt cho mẹ Thái Thanh của Quỳnh Hương không có hiện diện ở đây, xin thay mặt cho gia đình để có lời cảm tạ đến tấm lòng quý mến đại lượng của Thanh Hải Vô Thượng Sư, đã không những riêng dành cho mẹ Thái Thanh của Quỳnh Hương, cho bác Phạm Duy, cho những nghệ sĩ của Việt Nam, mà đặc biệt vô cùng đã dành đến cho gia đình của Quỳnh Hương trong những năm tháng vừa qua. Cho tới giờ phút này, không nói gì hơn bằng cái lời cảm tạ chân thành của Quỳnh Hương, của gia đình đến với Thanh Hải Vô Thượng Sư. Và cũng cầu chúc cho Thanh Hải Vô Thượng Sư sức khỏe dồi dào, thì mong rằng những ngày tới đây sức khỏe của Thanh Hải Vô Thượng Sư sẽ dồi dào hơn, đặc biệt cho cái năm mới này. Thank you.
dài tôi nhé cuộc đời chung quanh. Tôi đang nhìn thấy màu xanh ở trên cây cành trôi xuống thân mình. Tôi đang nhìn thấy màu hồng ở khắp nẻo đường nhẹ thấm vào hồn. Từ bình minh tươi mát về hoàng hôn thơm ngát, làn gió đưa hương đời bao chứa tràn lòng tôi. Tôi nghe từ cõi đời vui vượt qua đêm dài lên tới sao trời. Tôi nghe từ cõi lòng người lời nói bồi hồi tìm kiếm ngọt bùi, và nhìn thấy trong tim tình yêu nở những con chim, nở những con chim tuyệt vời. Đừng lấy tôi nhớ cuộc đời, tôi còn trẻ dại cho tôi mơ màng. Quý vị vừa thưởng thức phần kết của chương trình Thơ nhạc tình yêu và tâm linh, bình dành tiếng hát vượt không gian và thời gian, nữ danh ca Thái Thành, một trong những nghệ sĩ được xem là biểu tượng của nền âm nhạc Âu Lạc Việt Nam. Xin chân thành tri ân nữ danh ca Thái Thành, một đời cống hiến cho nghệ thuật, mang lại niềm hạnh phúc cho biết bao người qua tiếng hát và tình thương của cô. Chúng tôi cũng xin đa tạ nữ danh ca Thái Thành đã đặc biệt chia sẻ những hình ảnh quý báu dành riêng cho truyền hình Vô Thiện Sư, phát hình trong chương trình Thơ nhạc tình yêu và tâm linh hôm nay và tuần qua. Kính chúc nữ danh ca Thái Thanh luôn dồi dào sức khỏe và được nhiều ân phước của Phật trời. Chúng tôi xin tạm biệt và hẹn tái ngộ trong kỳ phát hình tới. Tôi đang nhìn thấy màu xanh ở trên cây cành trôi xuống thân mình. Tôi đang nhìn thấy màu hồng ở khắp nẻo đường nhẹ thấm vào hồn. Hoàng hôn thơm ngát, làn gió đưa hương vào chứa chan lòng tôi. Tôi nghe từ cõi đời vui vượt qua đêm dài lên tới sao trời. Tôi nghe từ cõi lòng người lời nói bồi hồi tìm kiếm ngọt bùi, và nhìn thấy trong tim tình yêu nở những con chim. Bác Dương thôi đã thôi rồi, nước mây man mác ngậm ngùi lòng ta. Bác Dương thôi đã thôi rồi, nước mây man mác ngậm ngùi lòng ta.
For more details, please visit www.suprememastertv.com/mp.